Lê Vân mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Bánh ngon miền Tây. Và ngày hôm nay, Lê Vân mời quý vị sẽ cùng đến với chương trình tiếp tục thực hiện một món bánh đậm chất miền Tây nữa nhé. Đó chính là bánh quy. Lê Vân nghĩ là khi nghe tên gọi bánh quy, chắc có lẽ một số quý khán giả sẽ làm tưởng đến một loại bánh có xuất xứ từ phương Tây đúng không nào? Quý vị biết không, cũng là mang tên bánh quy, nhưng bánh quy của người miền Tây lại được làm từ bột nếp và có nhân ngọt từ dừa hoặc đậu xanh. Chữ quy ở đây có nghĩa là con rùa, vì hình dáng món bánh này trông giống như chiếc mai của chú rùa vậy. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nghệ nhân thực hiện ngay thôi nhé. Bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu thực hiện món bánh quy liền đi nào. Đầu tiên là công đoạn làm nhân bánh cũng khá quan trọng đó nhé. Đem đậu xanh không vỏ đã được ngâm nước đi nấu chín. Khi nào đậu chín thì sẽ tiếp tục cho đường cát vào để tiến hành sơn nhân bánh. Các bạn cũng đừng quên nêm thêm một tí muối để vị được đậm đà. Nếu muốn nhân bánh tăng thêm vị thơm thì chúng ta hãy cho vào một ít vani nữa nhé. Cứ như thế mà đảo đều tay cho đến khi phần đậu sánh đặt lại là sẽ hoàn tất. Ôi, chứ gì mà đã thấy phần nhân quá hấp dẫn rồi đúng không nào? Giờ thì chúng ta tiếp tục chuyển qua công đoạn pha bột làm vỏ bánh quy đi thôi. Trước tiên là phần bột nếp. Kế đến cho thêm một ít bột gạo vào để dung hòa độ mềm dẻo cho bánh. Cho nước lọc vào và nhồi đều tay để bột được tan và tơi ra. Các bạn nhớ là cho nước vào vừa phải để bột được ráo mà không bị chảy nhão nhé. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục đem bột chia ra làm 3 phần để tiến hành pha màu cho vỏ bánh. Đối với phần bột màu trắng thì chúng ta chỉ việc cho thêm nước lọc vào và nhồi đều để bột nở ra là được. Còn màu xanh tự nhiên thì không đâu khác, đó chính là màu của lá dứa. Tiếp đến là màu cam từ quả gấc cũng sẽ vô cùng ấn tượng cho mà xem. Chỉ tích tắc là đã có 3 màu thật ưng ý, cam, xanh và trắng. Như thế là mọi thứ đã hoàn tất. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cho nhân vào lớp vỏ bột để cho thành từng viên tròn thôi nào. Nhìn những viên bánh tròn trĩnh mà nghệ nhân làm ra trông thật là đẹp mắt. Nhưng bánh quy thì làm sao mà hình dáng này được chứ?
À, đấy rồi, vậy là khuôn bánh quy đã được nghệ nhân đem ra rồi đó. Bật mí cho các bạn biết nhé, khuôn bánh quy được làm bằng gỗ này có tuổi đời 60 năm rồi đó. Bây giờ hãy xem nghệ nhân trổ tài gõ bánh quy đi nào. Thật là đúng với tên gọi, hình dáng trưng chiếc máy rùa đã xuất hiện rồi kìa. Và một điều đặc biệt đối với bánh quy là sẽ không thể thiếu những chấm màu đỏ bên trên đâu nhé. Đã đầy một xửng bánh thì còn gì mà không nhanh tay cho vào nồi hấp đi nào. Chúng ta chỉ việc hấp trong khoảng 10 phút chứ không quá lâu đâu các bạn nhé. Giờ hãy mở nắp xem nào. Wow, một xửng bánh quy trông thật là đẹp mắt và hấp dẫn quá đi thôi. Nhìn từng chiếc bánh quy được đem ra kia kìa, trông bóng loáng, căng mọng với những màu sắc thật tươi tắn. Những chiếc bánh xinh xắn thế này thì làm sao nỡ ăn được kia chứ. Lớp vỏ bánh thì mềm dẻo, còn phần nhân đậu bên trong thì vàng ươm, ngọt bùi và thơm phức. Đây quả thật là một món bánh không thể chê vào đâu được. Quý khán giả thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Lê Vân chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau nhé. Và quý vị cũng có thể xem lại chương trình này trên địa chỉ website travintv.vn hoặc kênh YouTube và fanpage truyền hình Trà Vinh. Bây giờ thì Lê Vân xin được nói lời chào tạm biệt quý vị.